nhìn chơi những cái tựa game như thế này, tôi khẳng định với anh em là tôi có thể gọi là chơi game bằng một tay. Ăn công ơi, ăn công ơi, xạ thủ đâu nhỉ? Hello, tôi mà thấy nó là tôi lập tức chơi nó luôn nha. À chơi thằng này, chơi đánh luôn anh em, đánh luôn một thằng. Con này, con này anh em. À con nào đâu, đánh thằng này luôn anh em nha. Ừ, chạy với chúng tôi này, tôi đi tôi lùa hết. Thằng nào nữa? Ê, ê ăn được rồi anh em. Ui rồi ôi, tôi lo tất, để đấy tôi lo. Kia ra. Chơi khéo tí nha. Cầm ngựa gọi vào quyệt 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 nó chạy ra nha, lên cánh sớm. Anze solo top này. Tôi farm nha, con này farm rừng nhanh lắm. Này farm rừng mắc nhanh luôn. Tập trung chơi tí anh em nha. Mỗi trận đấu là một cơ hội làm video clip anh em ạ. Tôi sẽ không bỏ lỡ cái gì đâu. Ôi kéo chúng này, tuyệt vời. Chọc từ trên xuống dưới này. Đó anh em thấy không, tính đam hay không anh em. Đấy, đi rừng là anh em phải biết tối ưu hóa đam anh em hiểu không. Chọt này, farm tí nha. Đường trên có gì đấy? Inovia à? Đùa này anh em, chơi này. Luôn này, đó. Ui, ngon chưa anh em? Gọi ngựa phát có mạng ngay. Ê, còn lợn. Con kia nó ăn hai mạng của tôi mất rồi. Đây, giảm mít anh em. Thằng đứng dưới cẩn thận nha. Ăn bùa nha. À, tôi bảo đứng dưới cẩn thận ông chết bố rồi. Phải nổi ạ. À đây, chết còn gì nữa. Vãi cả hỏa tiễn nữa cơ. Nhiều võ thế. Chết luôn này. Đây nó phải như thế anh em. Phải như rửa anh em. Đây. Sao tôi được có mỗi mạng là như nào. Má xông pha chiến trận đạn bay vèo vèo như thế. Thứ đề thượng khẩn sợ chi hiểm nghèo. Thế quần đùi nào được có mỗi mạng. Lại Angela nó ăn mất của tôi rồi. Xuống này. Đây này.
mạng này. 2 mạng này. Ui. Thôi chịu rồi. Bó tay rồi. Ở đây nó hất tung thế, bó tay luôn. Có ai đi rừng khỏe nhỉ? Bây giờ cảm giác đi rừng khỏe vã. Các team tôi đánh nhau nó cứ thua trên mọi mặt trận là như nào này. Lấy qué đâu ra ấy mà đánh nhau giờ. Leo đi tí đùa với tôi, có chơi Leo đâu mà ông xin đùa. Đừng rời đánh nhau thua nhiều nhỉ. Chết này. Phan tí nha. Không biết quán kịp không. Xong này. Đừng rời đánh nhau nhiều vãi. Ê, lại đánh nhau này. Xuống chơi. Nào. Két nó trắng trợn lộ liễu vãi nổi. Chơi game toàn két không ạ? Cay vãi. Ơ à. Thế quần đùi nó toàn đánh nhau lỗ. Chả hiểu kiểu gì luôn. 4, 3. Này thì chạy với chúng tôi. À chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. À con này cũng được. Con này cũng được. Con này cũng được. Con này cũng được. Con nào cũng được. Con nào cũng được. Con nào tôi cũng vô. Cầm cánh nha. Ơ kìa. Khiếp, mình lên đường trên, mình lên đường dưới, mình ra đường giữa, mình xuống đường các từ các kiểu, team mình toàn chết. Chả hiểu kiểu gì. Đánh nhau như cái quần đùi. Thể các ông. Nó biết rồi, nó biết tôi rồi. Đây này. Rampage với chúng tôi. Rampage với chúng tôi. Ôi, team tôi đánh nhau toàn thua này. Đấy nổi ạ. À, mình đánh nhau nhìn team mình chán vãi. Đây này. Đây à. Con nào cũng được. Trong này hả? Ơ con này bị điên à? À hay quá. Tôi tưởng nó lại fit anh em ạ. Đội trưởng. Tôi đang bị chửi nó đấy anh em. Đang bị chửi nó ấy, bảo kiểu.
Đến giữa này. Xem mọi người đánh nhau như nào nha. À đây đây, đây đánh nhau như này. Hai. Hai, đôi mạng đây rồi. Đôi mạng đây rồi. Đây rồi. Xong cánh này. Cầm gươm nha. Bốn, ba, hai, một. Xem nó có lướt lên không? Có này. Lướt lên chơi. Lướt lên chơi. Lướt lên chơi. Lướt lên chơi. Chả ăn được mạng nào cả. Đấy nha. Phan tí này. Đánh nhau tiếp anh em. Ơi. Hay ạ. Hay lắm luôn á. Lùi nha. Hết ngựa ông ơi. À, hai. 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 Hai quá. Hai quá. Hai quá. Ôi game này 15 mạng rồi. Trận đấu hay như thế này mà tôi quên mất không quay anh em ạ. Trận đấu hay này mà tôi quên mất không quay. Không sao, tôi sẽ gọi là thu lại cái video clip này vậy. Không sao. Hay như này mà tập trung lại quên không quay. Thôi không sao, tôi lại coi như cái trận này là tôi sẽ đánh trực tiếp luôn anh em ạ. Này chơi bời gì nữa. Team bạn bị tôi cho đầu thai từ đầu đến giờ gọi là 16 xác rồi. Đánh đấm gì nữa. Đánh đấm cái quần đùi nữa. Đây này. Đâu nhỉ, tôi có thấy cái gì đâu. À đây này. Ôi. À đây con này. Con này, con này. Con này đâu. À con này đây. Tôi thấy nó anh em. Tôi thấy nó. Tôi thấy nó rồi. Tôi là tôi thích gái lắm. Thằng này nữa. Tôi thấy nó rồi. Ôi tốc biến luôn hả. Sợ quá tốc biến luôn công ạ. Farm nha. Đây. Ôi ôi. À vó ngựa. Vó ngựa Việt Nam đi khắp muôn nơi. Thánh gióng Việt Nam ở đây ở đâu ấy, làm gì nữa anh em. Thánh gióng Việt Nam ở đây ở đâu nữa anh em. Ờ. Ây da. Ây da. Tay 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 tay. Không chơi không chơi không chơi. Ừ. Ừ. Ăn con này nha, không tôi đánh nha. Cái gì, muốn làm gì. Muốn làm tình làm tội gì tôi. Đâu. Thằng nào bắt nạt Angela của tôi. Thằng nào bắt nạt Angela của tôi. Dĩ nhiên là không có thằng nào sao bắt nạt rồi. Cầm cái này nha. Game này dễ mà anh em. Game này ngay từ đầu mà tôi đã có thể khẳng định là game này win rồi. Nhìn chơi những cái tựa game như thế này, tôi khẳng định với anh em là tôi có thể gọi là chơi game bằng một tay. Nhưng bởi vì tôn trọng kẻ địch nên là tôi quyết định chơi game bằng hai tay. Để mà cho kẻ địch nó không bị. Ê ăn 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 ăn. Ăn công ơi. Ăn công ơi. Xã thủ đâu nhỉ. Hello. Tôi mà thấy nó là tôi lượm ra chơi nó luôn nhỉ. À. À. Chơi thằng này. Chơi đánh luôn anh em. Đánh luôn. Một. Con này. Con này anh em. À con nào đâu. Đánh máy luôn anh em nha. Ừ. Chạy với chúng tôi này. Tôi đi tôi lùa hết.
thằng nào nữa. Ê, ăn được rồi anh em. Ui dồi ôi, tôi lo tất. Để đấy tôi lo. Để đấy tôi lo. Trời ơi, vó ngựa Việt Nam gánh cả team trên vai anh em ạ. Ăn lót các thứ các kiểu đồ luôn. Lùa team bạn như lùa vịt. À, cái gì? À, cái gì? Lùi nha, lùi tí nha. Cái gì? Ôi ôi. Ôi, 21 mạng rồi anh em. 21 mạng rồi anh em. Về đây farm nha. Chót nè. Trời ơi, đánh nhau tiếp anh em. Đúng rồi, chói lại là đánh nhau tiếp. Có chói là có đánh nhau. Có chói là có đánh nhau. Có chói là có đánh nhau. Ôi, nó ném mô. Ông này nhập vào tôi là tôi phải đánh à. Rồi, kinh quá anh em. Lùi nha bro, lùi lại bro, lùi đi bro. Lùi đi bro. Rồi, để đấy là tôi. Trận này nó nằm trong tầm kiểm soát của tôi ngay từ lúc ban pick rồi. Game này dễ không các ông? Ở đâu có đánh nhau? Ở đây có tôi. Ở đâu có đánh nhau, đây có tôi. Đứng trên đẩy trụ anh em. Té nha. Rồi, ba đường rồi đúng không? Chọt nè. 5 giây nữa sắp có chiêu cuối anh em nha. Chưa mất string được một mạng nào anh em. Chơi game là nó phải như thế anh em. Đây đúng không? Luôn này. Cái gì? Định nhảy tôi á. Định. Ôi! Sai. Ui. Thôi mất ring anh em. Sai. Ui, bắn hỏa tiễn không đủ đam nhỉ. Hơi xui là cái video clip này là tôi không quay lại. Nhưng mà thôi không sao, tôi chơi trực tiếp cho các ông xem luôn. Anh em ạ, chơi trực tiếp xem luôn. Cho nó đỡ phải gọi là chơi theo kiểu gọi là đấy. Chơi theo kiểu gọi là không trực tiếp quay lại. Quất luôn. Trình tôi cho dù chơi theo kiểu gì là cũng là bá hết anh em ạ. Đây, nó ăn này. Đang ăn đúng không? Nó ăn xong rồi à? Giết thằng đứng dưới. Thằng đứng dưới chết còn gì nữa? Vấn đề là không biết nó ở đâu rồi. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Trong này hả? Chọc thừa nha. Rồi, nó về mất rồi. Khôn như Genevieve ấy. Tôi xem team nó như nào nha. Nhà team nó còn gì đâu anh em. Nhà team nó còn một túp lều tranh hai trái tim vàng rồi. À, mấy trái tim vàng thì tôi không biết. Nhưng mà cũng không còn gì cả đâu anh em ạ. Chờ tôi lấy cái này nha. Xong này. Chơi đi. Ngựa ngủng lên các ông. Đây rồi. Không được nha. Nó còn cái lễ đàn Violet. Dụ bọn nó ra. Unlock dụ bọn nó ra. Ăn luôn mình tôi ăn là được rồi. Rồi anh em cứ thế cover thôi. Đây này. Con nào cũng được. Thằng này ở đây đúng không? À lại chạy lên kia đúng không? Đây đúng không? Lại hỏa tiễn đúng không? Ôi đau nha. Tôi thấy đau nha. Lại về ăn. À thôi end game luôn. End game luôn anh em các ông. Đúng rồi, chói thằng đấy lại. Đúng rồi, cắn là chuẩn đấy. Đúng rồi, gọi ngựa luôn này. Một chọc nè. Cái gì? Dăm bà nhóc. GG, well play. Trời ơi. Quẩy lát đi bạn. Một khi đã không cầm Leo thì thôi, mà một khi mà đã xác định cầm Leo là team bạn chỉ có thua. Đấy là cái lý do tôi quá giờ cầm Leo rồi anh em.